vị và các bạn thân mến, khó mà có thể kể hết những giải thưởng mà hai anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã đạt được trong gần 15 năm biểu diễn xiếc, đặc biệt là với tiết mục Sức Mạnh Đôi Tay. Họ đã được vinh danh trên rất nhiều liên hoan xiếc trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những vinh quang, chắc chắn cũng đi kèm với rất nhiều mồ hôi, nước mắt. Sống cùng một nghề đầy những mạo hiểm như vậy, mà người chịu trách nhiệm cho những rủi ro bất trắc của chính bản thân mình lại chính là người anh em ruột thịt cùng với mình. Họ đã trải qua tất cả những khó khăn như thế nào để có thể đến được với vinh quang ngày hôm nay? Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Họ là hai anh em ruột. Họ cùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình ba đời có truyền thống võ hiệp. Ông nội vốn là một võ sư môn phái Thiếu Lâm với việc sử dụng đôi tay như một món bảo bối. Cha của họ là Giang Kiếm Thanh, hiện là lương y tại Bệnh viện Y học Dân tộc. Thừa hưởng nghiệp võ, ông Giang Kiếm Thanh hiện vẫn nổi tiếng trong làng võ người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh với bài trồng chuối bằng ba ngón tay ở độ tuổi 65. Máu võ hiệp từ thuở lọt lòng, họ lớn lên cùng với sức mạnh đôi tay. Năm 14 tuổi, người anh gia nhập đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh. 4 năm sau, cậu em cũng theo chân anh. Sau 5 năm theo nghề, họ đã trở thành một cặp đôi bạn diễn nổi tiếng với tiết mục Sức Mạnh Đôi Tay. Tiết mục đó đã mang về cho họ rất nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Huy chương bạc liên hoan xiếc quốc tế tại Trung Quốc, Ý, Nga, giải đặc biệt tại liên hoan xiếc lớn nhất thế giới năm 2013, là công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và nhiều giải thưởng khác. Xin chào Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, rất vui khi ngày hôm nay hai bạn đến với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Xin chào Thanh Vân, xin chào quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Xin chào Thanh Vân và khán giả Vui Sống Mỗi Ngày. Nhắc đến Quốc Cơ, Quốc Nghiệp thì có lẽ là cụm từ Sức Mạnh Đôi Tay sẽ là một cái cụm từ mà Vân nghĩ là nó gần gũi và nó gắn bó với hai bạn nhất. Hay nói đúng hơn, đây chính là tiết mục đã tạo nên tên tuổi của hai bạn. Thế thì Sức Mạnh Đôi Tay đã ra đời từ bao giờ và tại sao lại có ý tưởng về Sức Mạnh Đôi Tay như vậy? Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã vào đoàn xiếc được hơn 15 năm rồi. Hai anh em đã từng diễn nhào lộn, anh em đã diễn những cái đu, những cái tiết mục trên cao. Nhưng mà những cái tiết mục đó là những tiết mục tập thể và nhiều người. Hai anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp quyết định là làm một tiết mục để hai anh em có thể gắn bó với nhau nhiều hơn. Thì chỉ có một tiết mục Sức Mạnh Đôi Tay là tiết mục phù hợp nhất cho hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Trong cuộc sống bình thường thì Nghiệp và anh Cơ như là hai người bạn, tại vì đi đâu cũng là đi chung với nhau cả. Hai anh em giống như là một cái sự tương trợ lẫn nhau vậy. Khi mà anh Cơ có bất kỳ một cái việc gì đó có thể làm anh Cơ nản thì sẽ có Nghiệp cạnh bên. Và khi mà Nghiệp nản thì lúc nào cũng có anh Cơ chia sẻ với mình. Nghiệp thấy là khi tiết mục của mình mà khi mà vui chơi bên ngoài thì rất là bình thường. Sau khi mà hai anh em lao đầu vào công việc phải rất là tập trung. Tại vì chỉ một sai lệch nhỏ thôi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của Nghiệp. Cho nên khi mà đã tập thì phải rất là căng thẳng. Phải thực sự rất là chính xác. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã xảy ra 3 lần tai nạn. Lần nào cũng là rất là nặng. Những cái lần mà sau khi Nghiệp từ trên đầu của Quốc Cơ rơi thẳng xuống đất và cắm thẳng xuống bàn, những lúc đó Nghiệp bất tỉnh. Cái tiết mục của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp là chỉ cần một cái sai lệch nhỏ thôi là Quốc Nghiệp tích tắc phải nằm thẳng dưới và không biết cái tính mạng nó đến thế nào. Mình rất là đau lòng, thấy cảm giác như có ai lấy một cái gì đó đâm vào tim mình vậy đó. Tại vì đó chính là em ruột của mình mà. Cái người làm ra cái điều đó không ai chính là mình hết. Nghiệp đã tin tưởng đưa hết cái tính mạng đó cho Quốc Cơ. Và Quốc Cơ đã làm sai về cái việc đó, làm cho Cơ cảm thấy mình nản lắm, mình không có muốn tiếp tục cái con đường này nữa. Cái suy nghĩ mà trong đầu tiên của Nghiệp á, là Nghiệp chỉ cảm thấy rất là thương anh mình. Tại vì Nghiệp nghĩ là mình là cái người bị té, mình đau một, nhưng mà người anh trai mình sẽ đau gấp nhiều lần hơn mình. Tại vì anh ấy sẽ rất là dày vò trong cái lưng bản thân của mình. Nghiệp chỉ khi mà tỉnh lại, Nghiệp chỉ sợ đúng một điều thôi, là Nghiệp sợ là Nghiệp sẽ không tiếp tục được với nghề nữa và không được diễn tiếp tục nữa. Nhưng mà Cơ cũng có nói là đã có 3 lần xảy ra tai nạn nặng. Tức là sau lần đó là các bạn vẫn quay trở lại với sàn tập, vẫn tiếp tục biểu diễn. Thế thì động lực nào để cho các bạn tiếp tục trở lại? Cái lần đầu tiên Quốc Nghiệp rất là may mắn khi mà rớt xuống cắm đầu vô bàn á, thì chỉ bị cái bỉ điểm nó thụt vào.
và phải đưa bác sĩ kéo cái cổ Nghiệp ra, tại vì khi mà đập xuống gì thì nó rất là nặng, nó chỉ thụt. Sau một thời gian cứ để cho Nghiệp hồi phục dần thì Nghiệp mới nói với Cơ là mình tiếp tục nha. Cơ nói với Nghiệp mình có nên tiếp tục nữa hay không. Nghiệp nói làm. Thì đến năm 2011 Cơ lại tiếp tục làm cho Nghiệp ngã thêm một lần nữa. Cầu thang mình không lắp vào đúng, khi mà không lắp vào đúng Cơ đạp là nó hụt cái cầu thang xuống. Thì trong tích tắc thì không đầy một giây nữa, bùm, Nghiệp tiếp tục nằm ở trên thống. Lần thứ ba lại không phải là do lỗi của Cơ nữa. Đầu xiết thành phố nó rất là nóng, thì họ phun những cái nước ở trên nóc để cho nó tỏa cái nhiệt cho nó mát. Thì vô tình cái giọt nước nó rớt ngay chỗ cầu thang, tứng, tứng, tứng. Nhưng mà hai anh em đang diễn đâu có biết đâu. Cơ đang vẫn đang bước trên cầu thang rất là chắc, thì đùng một cái Cơ lại trượt té một cái. Nói về cái chấn thương bị tai nạn á, là Quốc Cơ là người đầu tiên nhất năm 1999. Lúc đó thì nó cái tiết mục đơn thôi, là cái tiết mục bật cầu, đứng trên cái đám gián giọng một cái nó bay lên hai vòng mà ngồi lên ghế. Cái hôm đó nó không có vô ghế mà nó xuống cái chân ghế, cho nên cái đầu nó bị tét. Lúc đó chú không biết, sau này trung đoàn lên báo chú mới biết, sau đó thì đã mai xong rồi. Mỗi lần cô nhiều khi trên đoạn nó có diễn, cô có đi coi là cô mỗi lần coi là cô hơi hồi hộp, rất là cô sợ nó té. Đó. Tới năm 2002 á, là tới Quốc Nghiệp nó tập trung đoàn xiếc á, thì nó cũng bị chấn thương, nhưng mà nó nặng hơn là cái đầu nó cắm xuống đất luôn. Cô lúc đó, nó cũng đang lau nhà mà nghe báo cái thì cô đang lau nhà thì cái cây đó cũng bực bị bể luôn á. Chú thấy cái cảnh đó thật sự chú rất là đau lòng cha mẹ. Thấy vậy tuy là mình đã trải qua nhưng mà kỳ này nó phải nằm bệnh viện, chú rất là đúng là rất là đau. Tôi nghĩ là ba mẹ của hai bạn đã không biết có phải sự trùng hợp không, hay là đã nghĩ đến điều này từ trước cho nên mới đặt cho hai bạn cái tên như vậy chứ. Cơ và Nghiệp giống như là hai bạn phải kết nối, phải gắn bó với nhau, phải đồng hành cùng với nhau. Ba của Quốc Cơ Quốc Nghiệp cũng là một võ sư, cũng là một diễn viên làm nghệ thuật, cũng là một nghệ sĩ đứng tay. Mà ba Quốc Cơ Quốc Nghiệp còn siêu hơn là chỉ có đứng có ba ngón thôi. Đến giờ Quốc Cơ Quốc Nghiệp vẫn chưa bao giờ làm được cái điều đó. Cho nên á, Cơ nghĩ trong đầu của ba của Quốc Cơ Quốc Nghiệp là ngay từ đầu là đã hướng cho Quốc Cơ Quốc Nghiệp có một cái nghề làm trong nghệ thuật. Là một người anh, vừa là một người thầy, thì hơn thế nữa, nhiều lúc cũng cảm thấy là cái sự khó tính đó của ảnh làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Trong lúc đó thì mình không suy nghĩ được. Mình khó chịu, phải chịu khó thôi. Khó chịu. Bây giờ anh và đôi khi rồi. Mình không muốn làm nữa. Mình muốn là thôi, mình dẹp với nhau đi, không tập nữa đâu. Suốt ngày la chửi hoài như vậy sao được. Anh Cơ khó tính quá kìa. Em anh Cơ kể hết rồi kìa. Bây giờ anh Cơ có tính là dễ tính hơn chút xíu không? Không, thực sự là từ nhỏ thì mình còn ăn hiếp được. Bây giờ lớn rồi á, mình phải hạ nhiệt chút xíu, tại nó lớn rồi, không thì nó đánh lại. Tại thì Nghiệp đang bị cái chấn thương rách sụn viền vai trước và sau, và bác sĩ đang chỉ định là phải phẫu thuật nội soi. Và nếu như phẫu thuật nội soi đó thì phải mất ít nhất là 6 cho đến 8 tháng để nghỉ và không hoạt động nữa. Sau đó mình sẽ tiếp tục bắt đầu lại từ những cái bước đầu tiên nhất. Thì Nghiệp đã suy nghĩ đắn đo rất là nhiều lần khi mà không biết phải làm như thế nào để cho nó hợp lý. Bởi vì khi mà mình nghỉ 6 đến 8 tháng thì không chỉ riêng Nghiệp làm không nổi nữa, và cái quan trọng nữa là anh Cơ là cái người mà ở dưới chịu. Mà nếu như mà hai anh em không kết hợp với nhau 6 đến 8 tháng thì coi như sức mạnh đôi tay này sẽ mất đi vĩnh viễn. Và cái quyết định hiện tại bây giờ của Quốc Nghiệp là sẽ phải diễn, tiếp tục tập cho đến khi nào không làm được nữa và sẽ ngưng. Không phải những cái tai nạn nặng cũng có thể mà làm cho hai anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp gục ngã, mà những cái nhỏ nhất cũng có thể làm cho hai anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp tan rã nhau.
con cũng ước mong rằng là những người diễn viên xiếc sẽ được sống và được đãi ngộ một cái chế độ tốt hơn, một mức thu nhập tốt hơn để họ có thể toàn tâm toàn ý cho những tiết mục của mình, được chế độ bảo hiểm, được những trang thiết bị hỗ trợ tối tân để có một buổi diễn thành công hơn. Và đó là những cái điều kiện cơ bản thì chúng ta có thể đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn với công chúng. Và Vân mong rằng là hai bạn, Vân biết là cũng có nhiều điều làm cho hai bạn bị lung lay, nhưng mà hai bạn sẽ mãi nuôi dưỡng cái sức mạnh bên trong của mình để có thể tiếp tục có những tiết mục thành công hơn. Và Vân rất là cảm ơn bởi vì hai anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp đã chia sẻ những điều thật nhất trong cuộc sống của mình. Vân mong rằng hai bạn sẽ giữ mãi sức mạnh của mình để tạo nên những tiết mục thành công hơn nữa nha. Cảm ơn.